ý là nó đang nói hay nó đang phải chịu được một người mẹ cơ với cô nó. Thì bác sĩ hỏi mình phải nói mẹ nó sợ 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 một mẹ chắc một người đó. Bác sĩ cứ tâm lý ở đây Hạ Long chị ở chỗ đấy rất là nhau ở thời gian được sao bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý ở Việt Nam mình chưa có nên không biết em thấy nhiều người chưa có lắm bác sĩ tâm lý Hạ Long hôm đấy là anh chị nó đưa đi thì bảo là đi vào trong đấy để kiểm tra cậu quá bác sĩ đấy bác sĩ tâm lý thì nó không không thể lớn như bác sĩ lâm sàng và điều trị được chị ạ, hai cái khác nhau lĩnh vực khác nhau. À, sao lại có cái máy quay ở đây ạ chị? Đâu, em quay. Quay ta về học à? Ừ, quay ở nhưng mà quay nhảy đẹp đi. Coi buồn quá chị. Ý chị kiểm tra tâm lý hôm nay của em. Nhi con này quay mấy ngày hôm nay quay về để tập ạ. Kênh gì? Nếu mà quay, nếu mà ca quay là nó không kiến nữa nhá. Chứ không phải chứ nhá. Quay đâu, phải tự nhiên quay bài của chị xong đưa lên kênh để lọc kênh nữa nhá. Không, không phải kênh YouTube hay kênh